cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Tưởng Vân Lộ, nữ chủ cửa hàng nằm khỏa thân và chiếc bao cao su bí ẩn. Sau cái chết thảm của bà chủ cửa hàng quần áo, thì cảnh sát đã phát hiện ra những mối quan hệ phức tạp của nạn nhân và danh sách nhiều kẻ tình nghi trong vụ án mạng này. Vào mùa đông năm 2011, một nữ chủ cửa hàng tại Gàn Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị một kẻ sát nhân sát hại ngay trong chính cửa hàng của mình. Hiện trường xuất hiện nhiều manh mối khó hiểu khiến cho cảnh sát cảm thấy khó khăn trong việc điều tra. Nạn nhân lúc này đang nằm bất động trên mặt đất lạnh, quần áo bị bóc trần và quần thì bị cởi ra. Dường như người phụ nữ này đã bị tấn công tình dục. Có dấu hiệu rõ ràng của vết bàn tay trên cổ của nạn nhân, các nhân viên điều tra suy đoán rằng người phụ nữ này đã bị kẻ thủ ác bóp cổ đến khi không còn thở. Giữa thân và tay phải của nạn nhân có một đôi dép len còn mới tinh và được xếp ngăn nắp. Đôi dép này sau đó được xác định là của chính nạn nhân. Cảnh sát cho rằng có thể là kẻ thủ ác đã đặt đôi dép này ở đây để lừa đảo cảnh sát. Ngoài ra, cách thi thể vài mét thì có một thùng giấy, bên trong có đựng túi sách và ví tiền của nạn nhân, ví tiền có một vài trăm nhân dân tệ tiền mặt. Vì vậy, cảnh sát cho rằng nghi can đã không gây xáo trộn hiện trường nhiều trong quá trình gây án. Nạn nhân tên là Tưởng Vân Lộ, chỉ mới 27 tuổi, là chủ cửa hàng thời trang nơi vụ án xảy ra. Và tầng 2 của cửa hàng là nơi mà nạn nhân sống thường xuyên, bao gồm cả phòng tắm và phòng ngủ. Phòng ngủ lúc này rất bừa bộn và hỗn loạn. Và một chiếc túi nhựa màu đỏ đã được phát hiện bên sau cánh cửa phòng ngủ. Bên trong có đựng một số tiền mặt có nhiều mệnh giá khác nhau, sau khi đếm thì có khoảng 8.000 nhân dân tệ. Bên cạnh giường đôi có một chiếc bàn gỗ, trên bàn trải đầy quần áo và mỹ phẩm. Cảnh sát sau đó đã chú ý đến hai hộp bao cao su được đặt trên bàn và họ cũng nhanh chóng tìm thấy một chiếc bao cao su đã được sử dụng trong bồn cầu ở phòng tắm. Sau khi so sánh, cảnh sát nhận ra rằng bao cao su được tìm thấy trong phòng tắm và bao cao su trên bàn ở phòng ngủ cùng một thương hiệu. Họ cho rằng đây có thể là do nghi can đã để lại khi gây án. Kết quả giám định tử thi sau đó đã được xác định rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do bị bịt miệng bóp cổ dẫn đến ngạt thở. Thời gian tử vong là khoảng 2 giờ sau bữa ăn, tức là từ khoảng 8 giờ đến 10 giờ tối cùng ngày vụ án xảy ra. Ngoài ra, kết quả giám định tử thi còn cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại sau khi chết, nhưng không tìm thấy tinh trùng trong cơ thể của cô. Dựa trên kết quả giám định này và bao bì bao cao su được tìm thấy trong phòng tắm, cảnh sát cho rằng kẻ thủ ác đã sử dụng bao cao su khi đang quan hệ với thi thể của nạn nhân. Sau khi được gia đình kiểm tra, thì một chiếc điện thoại di động và một chuỗi vàng đã bị mất tích, có thể những món này đã bị kẻ sát nhân mang đi. Cửa hàng thời trang của nạn nhân nằm trên một con phố thương mại ở Gàn Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, là một tòa nhà 2 tầng. Tầng trệt dùng để bán quần áo và tầng 2 là nơi sinh sống của nạn nhân, bao gồm phòng tắm và phòng ngủ. Tại cầu thang từ tầng trệt lên tầng 2 thì kỹ thuật viên đã phát hiện một đôi dép vẫn còn mới, trông giống như đôi dép mà nạn nhân đang mang. Một chiếc dép bị để ngược lại, nghi vấn có xảy ra cuộc xô xát xảy ra tại đó. Trên cầu thang từ tầng trệt lên tầng 2 còn phát hiện ra dấu vết kéo thi thể và một vết bấm rõ ràng. Thêm vào đó, tất của nạn nhân rất bẩn, cảnh sát suy đoán rằng nạn nhân có thể đã bị người nào đó bóp cổ tử vong ở tầng trệt rồi bị kéo lên tầng 2 và kẻ thủ ác có thể chỉ là một người. Người báo cáo vụ án là chồng của nạn nhân, anh ta cho biết rằng vào sáng hôm đó thì anh không thể liên lạc được với vợ, nên đã vội vàng đến cửa hàng để kiểm tra, kết quả là đã phát hiện ra chuyện kinh hoàng này. Sau khi tìm hiểu, thì cảnh sát biết được thời gian kinh doanh của cửa hàng của nạn nhân thường là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhưng vào tối ngày xảy ra vụ án mạng, thì cửa hàng đã đóng cửa trước 8 giờ 30 phút, kẻ thủ ác có thể đã vào cửa hàng trước khi nạn nhân đóng cửa. Vì những người xung quanh không nghe thấy tiếng kêu cứu vào tối xảy ra vụ án, nên cảnh sát đã suy đoán rằng kẻ sát nhân đã thực hiện tội ác này trong một khoảng thời gian ngắn, hắn ta có thể chỉ mất vài giây để bóp cổ nạn nhân tử vong. Chồng của nạn nhân cho biết rằng họ đã kết hôn được 5 năm, cả hai hiện đã có một người con và không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ai. Sau khi phân tích các dấu giày đáng ngờ tại hiện trường, thì các kỹ thuật viên đã tạo ra một hình ảnh đại khái của kẻ sát nhân. Hắn ta là một nam giới, cao khoảng 1m7, tuổi từ 20 đến 30, có thân hình gầy. Trong kẽ móng tay của nạn nhân và điếu thuốc xuất hiện tại hiện trường, thì các nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra các mẫu vật sinh học của cùng một nam giới. Nhưng ở trên cổ của nạn nhân, thì họ đã phát hiện ra các mẫu vật sinh học của một nam giới khác.
cảnh sát suy đoán một trong hai mẫu vật sinh học này chắc chắn là do kẻ thủ ác đã để lại. Ở tầng 1 của cửa hàng thì trao đầy quần áo, giữa đó có chất đống giày dép, không gian mặc dù không rộng nhưng tận dụng rất tốt. Hiện trường không có dấu vết chống cự rõ ràng, nên cảnh sát đã suy đoán hoặc là kẻ thủ ác này quen biết với nạn nhân, hoặc kẻ này đã tấn công khi nạn nhân đang không phòng bị. Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng dây nguồn của máy tính tại cửa hàng ở tầng 1 đã bị rút ra. Tuy nhiên, sau khi các kỹ thuật viên phân tích thì máy tính không có bất kỳ vấn đề gì, vì vậy các dây này không phải là do nạn nhân rút ra trước khi chết. Vậy nếu đó là do kẻ thủ ác làm, thì tại sao hắn lại không lấy tiền mặt mà lại cố gắng di chuyển một chiếc máy tính không đáng giá đi? Và tại sao cuối cùng hắn ta lại không lấy bộ phận chính của máy tính, bởi vì chiếc máy này quá nặng hay bởi một lý do nào khác? Kẻ thủ ác không quan tâm đến tiền mặt nhưng lại lấy đi dây chuyền và điện thoại của nạn nhân, cũng như đã xâm hại xác của nạn nhân. Vậy kẻ thủ ác có quen biết như thế nào với Vân Lộ? Tại sao hắn ta lại làm những chuyện khó hiểu như vậy? Kế hoạch thực sự của hắn ta là gì? Thị trấn nơi cô Tưởng Vân Lộ đang sống có khoảng 5 đến 6 vạn người. Khu thương mại nơi vụ án xảy ra là khu vực sầm uất nhất tại địa phương. Khi xảy ra vụ án, thì tất cả các camera giám sát trên đường đều đang được bảo trì. Điều này thực sự đã gây khó khăn lớn cho cảnh sát. Khi xét đến hành động của kẻ thủ ác muốn lấy đi chiếc máy tính, thì nhân viên điều tra đã nhanh chóng kiểm tra máy tính của nạn nhân. Lúc này thì họ đã phát hiện ra rằng có từ 70 đến 80 người bạn trai trên mạng của nạn nhân. Hầu hết những người này đều tập trung trong phạm vi thành phố Cám Châu. Cảnh sát suy đoán rằng nạn nhân rất có thể đã gặp vấn đề trong các mối quan hệ với những người khác giới này. Trong số hàng chục người bạn trên mạng của Vân Lộ, thì cảnh sát phát hiện ra một người rất đáng ngờ có biệt danh là Tề Thiên Đại Thánh. Trong một đoạn tin nhắn thì người này đã đe dọa Vân Lộ với nội dung rằng nếu cô không chấm dứt mối quan hệ tình ái với những người khác, thì cô sẽ không có được một cuộc sống yên ổn. Nhanh chóng, cảnh sát đã xác định người này tên là Vương Tinh Du. Hắn ta hiện đang làm việc tại một đơn vị tại thành phố Cấm Châu. Cùng với đó thì chiều cao, thể trạng và tuổi tác của hắn ta cũng khá phù hợp với bản phác thảo ban đầu của cảnh sát. Khi phải đối mặt với các điều tra viên, thì Tinh Du đã không phủ nhận mối quan hệ tình ái giữa hắn ta và Vân Lộ, còn thừa nhận hai người đang có mâu thuẫn. Thậm chí hắn ta không ngại nói những lời đã từng dùng để đe dọa với Vân Lộ. Tuy nhiên, Tinh Du không thừa nhận hành vi tội ác. Hắn ta cho rằng mình chỉ muốn đe dọa Vân Lộ bằng lời nói để làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về hành trình của Tinh Du vào đêm nạn nhân bị sát hại, thì hắn ta lại nói mình không nhớ rõ. Điều này đã khiến cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ hơn, đặc biệt là trên cổ của Tinh Du có hai vết chầy. Nó giống như bị cào bằng móng tay và vẫn còn khá mới. Vậy liệu chất sinh học trong kẽ móng tay của nạn nhân có thể bắt nguồn từ cổ Tinh Du hay không? Kết quả sau đó đã nhanh chóng được đưa ra. Nó đã làm cho cảnh sát bất ngờ. Khi ADN của Vương Tinh Du và hai mẫu chất liệu sinh học trên thi thể của nạn nhân không trùng với nhau. Cám Châu nằm ở phía nam tỉnh Giang Tây, là thành phố cấp địa phận có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất của tỉnh Giang Tây. Nam Khang là một quận ở thành phố Cám Châu. Cửa hàng quần áo của nạn nhân đang nằm ở một thị trấn nhỏ trong khu vực Nam Khang. Ngoài điều tra các người tình trên mạng của nạn nhân, thì cảnh sát còn điều tra về các cuộc gọi của cô và một số điện thoại đặc biệt đã được cảnh sát chú ý. Vào ngày xảy ra vụ án, cụ thể là vào đêm ngày 16 tháng 11 lúc khoảng 19 giờ, số điện thoại này đã gọi và trò chuyện với nạn nhân trong vòng vài phút. Và số lần liên lạc giữa nạn nhân và số điện thoại này là rất thường xuyên. Sau khi điều tra, chủ sở hữu số điện thoại này là một nam thanh niên tên là Trương Viên Khải, 27 tuổi, hiện đang là một công nhân của một nhà máy ở khu Nam Khang. Hắn ta cao 1,71m, thân hình hơi gầy, cũng rất phù hợp với phác thảo của cảnh sát về nghi phạm. Một điều quan trọng hơn là, khi cảnh sát tra hỏi Tinh Du lúc trước đó, thì hắn ta đã đề cập đến Viên Khải, người mà Tinh Du đã cảnh báo Vân Lộ không nên tiếp xúc. Theo lời khai của Tinh Du, thì Viên Khải là kẻ thích đánh bạc và thường xuyên mượn tiền từ Vân Lộ. Chỉ trong vòng vài tháng, thì Vân Lộ đã cho Viên Khải mượn hơn 10.000 nhân dân tệ. Vậy liệu Trương Viên Khải đã có ý nghĩ giết nạn nhân do không trả được tiền hay không? Khi đối mặt với điều tra viên, thì Viên Khải tỏ ra rất thẳng thắn. Hắn ta cho biết vào đêm xảy ra vụ án, thì Vân Lộ đã gọi điện thoại cho mình. Nhưng đó chỉ là một cuộc gọi thu nợ bình thường, và anh ta đang trong phòng tắm của nhà máy vào lúc đó. Sau khi tắm xong, thì anh ta đã quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi, và điều này đã được xác nhận bởi đồng nghiệp của Viên Khải. Khi tất cả những manh mối đều đi vào bế tắc, thì điều tra viên đột nhiên nhớ đến chồng của nạn nhân tên là Minh. Vì anh ta luôn giữ thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối, không giống như một người chồng vừa mới mất vợ.
Mặc dù ngay từ đầu của vụ án thì cảnh sát đã cảm thấy chồng của Vân Lộ có hơi kỳ lạ. Nhưng vì gia đình của anh ta vừa gặp chuyện không vui và thêm nữa là trong tay không có bằng chứng, nên cảnh sát không thể tiến hành điều tra trực tiếp về chồng của nạn nhân. Sau khi tìm hiểu một cách gián tiếp thì tình cảm giữa Vân Lộ và chồng của cô không được tốt. Cho đến một tháng trước khi vụ án xảy ra thì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mới được hòa giải, và lý do hòa giải là do Vân Lộ lúc này đang mang thai. Nói cách khác, vụ án này có hai nạn nhân. Theo quy luật bình thường thì chồng của nạn nhân sẽ rất buồn, nhưng Minh lại rất bình thường, cảm giác như chưa có gì xảy ra. Mặc dù vết giày tại hiện trường không khớp với dấu giày của chồng nạn nhân, nhưng đội điều tra vẫn bí mật tìm hiểu về người chồng này. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng biết được từ bố mẹ chồng của nạn nhân rằng vào đêm Vân Lộ bị giết thì Minh đang ở nhà và có vẻ như người này không có thời gian thực hiện tội ác. Khi đó, một điều tra viên đã đặt ra câu hỏi rằng chồng của Vân Lộ đã ở nhà vào đêm nạn nhân bị giết, nhưng liệu anh ta có ở nhà trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ tối hay không thì vẫn chưa được xác định. Để làm rõ câu hỏi này, cảnh sát đã lại tìm đến bố mẹ của hắn ta. Sau khi hồi tưởng lại thì bà cụ nhớ rằng vào đêm xảy ra vụ án, con trai của bà trở về muộn hơn, khoảng 10 giờ tối thì anh ta mới về đến nhà. Với việc này thì chồng của nạn nhân đã có thời gian thực hiện hành vi phạm tội. Minh sau đó đã giải thích rằng sau khi tan làm việc vào đêm đó, anh ta không có tâm trạng tốt nên đã đi dạo ở bờ sông và về đến nhà lúc khoảng 10 giờ. Nhưng lời khai của anh ta đã nhanh chóng bị cho là không chính xác bởi hai đoạn video giám sát khác nhau. Trước vụ án thì Minh đang lái xe máy từ nơi làm việc đến cửa hàng quần áo của vợ. Và sau vụ án thì anh ta lại đi từ cửa hàng quần áo về nhà vào khoảng hơn 10 giờ tối. Tuy nhiên chỉ dựa trên video giám sát nên họ không thể kết luận chắc chắn rằng anh ta đã đến hiện trường hay không. Nhưng việc Minh nói dối đã khiến cảnh sát không thể không liên hệ anh ta với vụ án. Cảnh sát sau đó đã thu thập mẫu ADN của chồng của Tưởng Vân Lộ để so sánh và kết quả xác định đã được công bố sau đó không lâu. ADN của Minh cũng không trùng khớp với hai mẫu vật chứa chứng cứ ở hiện trường. Đến đây, ba đối tượng tình nghi đã lần lượt bị loại bỏ. Vụ án lại quay trở lại điểm xuất phát. Thực sự ai là kẻ đã giết Tưởng Vân Lộ? Cảnh sát bắt đầu rơi vào tình trạng bối rối và khó khăn. Lúc này, một điều tra viên lại nghĩ đến Viên Khải, người đã được loại khỏi danh sách tình nghi trước đó. Khi đó, thì nhiều người đã nhìn thấy Viên Khải đang tắm khi vụ án xảy ra, không có thời gian thực hiện tội ác. Nhưng sau khi xem xét lại lời khai của các nhân chứng thì cảnh sát phát hiện ra một vấn đề. Đó là thời gian được xác định là quá chung chung. Người bảo vệ cửa hàng cho biết vào tối hôm đó thì Viên Khải thật sự đã đến để tắm, và đồng nghiệp cũng nói rằng hắn ta đã thực sự ngủ tại ký túc xá. Nhưng Viên Khải đã tắm từ mấy giờ đến mấy giờ rồi lại quay trở về ký túc xá lúc mấy giờ thì họ lại không rõ. Cảnh sát lúc này lại tìm đến người bảo vệ của phòng tắm. Người này nhớ lại rằng vào tối đó Viên Khải đã vào phòng tắm lúc khoảng 7 giờ tối và ra khỏi phòng vào khoảng 9 giờ tối. Điều này có nghĩa là vào thời điểm vụ án xảy ra, Viên Khải đã không rời khỏi phòng tắm. Nhưng thời gian 2 giờ để tắm là quá lâu và không hợp lý. Điều này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến người đồng nghiệp đã tắm chung với hắn ta vào tối hôm đó. Người này đã nhớ lại rằng vào tối đó, mình đã rời khỏi phòng tắm lúc 8 giờ 30 phút và tình cờ gặp Viên Khải đang vào phòng tắm. Điều này không phù hợp với lời kể của người bảo vệ phòng tắm. Vậy là ai đã nhầm lẫn về thời gian? Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã tự mình vào phòng tắm đó để kiểm tra. Phòng tắm nơi đây chỉ có một tầng và phòng tắm nằm ở gần cuối hành lang. Nhưng điều làm cảnh sát ngạc nhiên là ở cuối hành lang còn có một cánh cửa khác. Người bảo vệ cho biết rằng cánh cửa này thường không khóa. Qua cánh cửa này là một con sông, trên sông có một cây cầu, đi theo cầu là đến thị trấn nơi nạn nhân đang sinh sống. Và cửa hàng quần áo của nạn nhân cũng ở ngay gần đó. Viên Khải đã ở trong phòng tắm hơn 2 giờ đồng hồ, vì vậy anh ta có đủ thời gian để ra khỏi cửa sau và đi đường tắt để đến hiện trường vụ án. Cảnh sát đã thực hiện một cuộc thử nghiệm điều tra và phát hiện rằng chỉ cần 40 phút để đi từ cửa sau của phòng tắm là có thể đến được hiện trường của vụ án. Cảnh sát sau đó đã lập tức thu thập mẫu máu của Trương Viên Khải. Kết quả rất nhanh chóng được đưa ra. ADN của Viên Khải trùng khớp với ADN được tìm thấy trên cổ của nạn nhân. Khi nhìn thấy kết quả này thì Viên Khải chỉ biết đứng im bất động. Các điều tra viên đã rất vui mừng và cảm thấy vụ án sắp được phá giải. Nhưng ở trong cuộc thẩm vấn tiếp theo thì Viên Khải đã nói rằng mặc dù anh ta đã đến hiện trường nhưng anh ta không phải là kẻ giết người. Tất nhiên, cảnh sát đã không tin vào lời nói của anh ta. Tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Trương Viên Khải
liệu anh ta đang cố chống trả trong vô vọng hay không? Vậy Viên Khải sẽ giải thích như thế nào về ADN của mình đã xuất hiện trên cổ của nạn nhân? Hắn ta sau đó đã nói rằng, vào tối ngày xảy ra án mạng, khoảng 7 giờ đêm, anh ta thực sự đã đi vào phòng tắm, nhưng ngay lập tức bị Vân Lộ gọi điện để đòi nợ. Viên Khải hiện đang phải trốn nợ và đã không gặp Vân Lộ trong nửa tháng qua. Giọng nói của Vân Lộ trong cuộc điện thoại đã kích thích cơn khát tình dục của Viên Khải. Hắn ta đã lừa nạn nhân rằng mình vừa nhận tiền lương và sẽ đến thăm cô ngay lập tức. Để tiết kiệm thời gian, Viên Khải đã chạy ra khỏi cửa khác của hành lang và đi đường tắt đến cửa hàng của Vân Lộ. Vân Lộ sau đó đã phát hiện ra rằng Viên Khải không đến để trả nợ mà chỉ muốn quan hệ tình dục với mình. Lúc này cô đã chỉ bới anh ta trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Viên Khải chỉ hôn cổ nạn nhân một cái và không đạt được mục đích thực sự của mình, và đó là lý do tại sao anh ta đã để lại dấu vết trên cổ của nạn nhân. Sau đó, Viên Khải đã quay lại phòng tắm với khuôn mặt buồn bã. Lúc đó, người đồng nghiệp đã thấy anh ta vào phòng tắm vào khoảng 8 giờ tối. Viên Khải cho biết rằng anh ta không dám nói thật vì nghe nói sau khi anh ta rời đi thì Tưởng Vân Lộ đã bị sát hại và anh ta sợ mình sẽ bị nghi có liên quan đến vụ án này. Tuy những lời nói của Viên Khải nghe cũng hợp lý, nhưng cảnh sát không chấp nhận và không thể tin được rằng lại có sự trùng hợp như thế xảy ra. Vì hắn ta có thời gian tội phạm, động cơ gây án và vật chứng sinh học của Viên Khải cũng được tìm thấy trên người của nạn nhân, nên cảnh sát vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn nghi vấn về người đàn ông này. Cảnh sát lúc này đã không thể nhớ được đây là lần thứ mấy mà họ quay lại hiện trường. Họ tiếp tục tìm kiếm xung quanh căn nhà và vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Khi cảnh sát đang dần mất kiên nhẫn, thì sự chú ý của các nhà điều tra đã được thu hút bởi một chỗ trống phía dưới cửa sổ của phòng nhà kho. Đó là một chỗ trống khoảng 1 mét dưới cửa sổ. Vì cửa sổ được trang bị lan can, nên các nhà điều tra không thể đưa đầu ra ngoài để quan sát toàn bộ chỗ trống. Các nhà điều tra phải ra bên ngoài và sử dụng thang để leo lên nóc nhà cao hơn 3 mét. Lúc này, họ đã phát hiện ra một chiếc bao cao su đã sử dụng đang nằm trên chỗ trống này. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra sơ bộ về chiếc bao cao su và gửi nó đi xét nghiệm. Tuy nhiên, đã hơn 10 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, các nhà điều tra vẫn băn khoăn liệu nó còn cho ra kết quả hay không. May mắn là kết quả đã được xác định vào tối hôm đó. Bên ngoài của chiếc bao cao su là các vật chứng sinh học của nạn nhân, còn bên trong thì phát hiện ra các vật chứng sinh học của một người đàn ông. Nó trùng khớp với móng tay của nạn nhân và điếu thuốc lá nghi ngờ được để lại tại hiện trường. Kết quả này đã đưa ra hy vọng cho cảnh sát rằng đây thực sự chính là ADN của tên tội phạm. Đồng thời, kết quả này cũng chứng tỏ rằng Viên Khải không phải là kẻ đã quan hệ với thi thể của nạn nhân. Vậy người đó thực sự là ai? Cảnh sát đã thu thập mẫu ADN của 50 đến 60 thanh niên trẻ có chiều cao, tuổi tác và thể trạng phù hợp với đặc điểm của kẻ tình nghi. Sau khi so sánh đến mẫu máu thứ 6, thì một người đàn ông tên là Trương Hoa đã cho kết quả trùng khớp. Trương Hoa là người đến từ quận Nam Khang, thành phố Cẩm Châu, hiện tại chưa kết hôn, 23 tuổi, cao khoảng 1,7 mét và có thân hình gầy. Sau cuộc điều tra thì cảnh sát biết được rằng Trương Hoa mới tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm 2010 và trước đó đã làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Trước khi vụ án xảy ra thì hắn ta đã vừa trở về Nam Khang. Nhà của Trương Hoa không ở thị trấn nơi mà nạn nhân đang sinh sống, và hắn ta cũng không phải là bạn của nạn nhân. Chồng và bạn bè của nạn nhân đều xác nhận rằng Vân Lộ không hề quen biết với Trương Hoa. Ngày thứ 14 từ khi vụ án mạng xảy ra thì Trương Hoa đã chính thức bị bắt giữ. Khi đối mặt với các bằng chứng mà cảnh sát đang có trong tay thì hắn ta đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Vụ án dường như đã được giải quyết, nhưng liệu đó có đơn giản như vậy không? Tại sao Trương Hoa lại làm những điều kinh khủng đó với Tưởng Vân Lộ khi hắn ta lại không quen biết với nạn nhân? Ai đã gây ra những vết cào trên cổ của Phương Tinh Du, và tại sao chồng của nạn nhân lại đi về hướng của cửa hàng quần áo vào đêm tối hôm đó? Những thứ này liệu có mối quan hệ nào với nhau hay không? Cuối cùng, cũng đã đến lúc sự thật được hé lộ. Trương Hoa thú nhận rằng vào khoảng 10 ngày trước vụ án, khi anh ta đang đi trên xe buýt từ quê hương của mình thì bị mất ví tiền. Trong đó có hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt mà anh ta đã tích góp được. Lúc đó, Trương Hoa đã nghi ngờ rằng một cô gái trẻ trên xe buýt đã lấy ví của mình. Vào ngày xảy ra vụ án, Trương Hoa đã đến thị trấn nơi nạn nhân sinh sống để tìm kiếm ai đã ăn cướp ví tiền của mình. Vào khoảng hơn 8 giờ tối khi đang đi dạo, thì hắn ta thấy cửa hàng quần áo của Vân Lộ và bất ngờ đi vào. Trương Hoa cảm thấy chủ của cửa hàng quần áo này rất giống với người phụ nữ mà anh ta đã nghi ngờ trên xe buýt vào ngày hôm đó, nhưng lại không có bằng chứng, nên Trương Hoa đành phải rời khỏi cửa hàng. Không lâu sau khi rời khỏi cửa hàng này,
thì Trương Hoa đã nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình và nói rằng họ đang cần tiền gấp. Sau khi nhận điện thoại thì trong đầu của hắn ta trống rỗng và sau đó bị ám ảnh bởi tâm lý trả thù. Nên hắn ta đã quay đầu để vào lại cửa hàng của Vân Lộ, tiến thẳng đến người phụ nữ này khi cô đang sắp xếp hàng hóa. Trong cuộc xô xát ấy thì tai của Trương Hoa đã bị Vân Lộ cào và chảy máu. Trương Hoa thú nhận rằng sau khi vào cửa hàng, anh ta đã để Tưởng Vân Lộ xuống đất, sau đó bắt đầu bóp cổ cô và đóng cửa lại. Sau khi quay lại, hắn ta thấy Vân Lộ đã ngồi dậy và tiếp tục bóp cổ cô ấy cho đến khi tắt thở. Sau đó, hắn ta đã kéo xác của Vân Lộ lên tầng 2, ban đầu dự định che giấu nó nhưng hắn ta không đủ sức để làm. Sau đó, hắn ta đã vào phòng ngủ của nạn nhân để tìm kiếm một số tài sản. Lúc đó, Trương Hoa tình cờ nhìn thấy một bao cao su trên bàn trong phòng ngủ. Điều này kích thích ham muốn tình dục của Trương Hoa. Lúc này, hắn ta đã ngừng việc tìm kiếm tài sản của nạn nhân để thực hiện việc xâm hại cô. Sau khi thỏa mãn thú tính, thì Trương Hoa đã cởi bỏ chiếc bao cao su và vô tình ném nó ra ngoài cửa sổ, rơi xuống ban công. Vụ án này đã được giải quyết nhờ vào bằng chứng chủ chốt này và loại bỏ các nghi vấn đối với các nghi phạm khác. Sợ bị phát hiện ở đó quá lâu, nên Trương Hoa chỉ kịp cởi trộm dây chuyền vàng và cất giấu điện thoại của nạn nhân. Trước khi bỏ trốn, thì hắn ta cũng muốn lấy máy tính ở tầng 1 nhưng sau khi rút dây điện ra, hắn ta cảm thấy không tiện bởi nó quá lớn, vì vậy mà buộc phải từ bỏ ý định đó. Vậy vết cào trên cổ của Vương Tinh Du là do ai gây ra? Và tại sao chồng nạn nhân lại đi đến hiện trường vụ án vào đêm đó? Và tại sao họ lại nói dối? Hôm đó, Tinh Du đã đi gặp một cô gái vừa quen qua mạng. Vết sức trên cổ là do cô gái đó đã để lại. Anh ta cảm thấy xấu hổ nên đã không dám khai chuyện này. Còn chồng của Lộ vì không tin tưởng vợ nên đã thuê một thám tử tư. Vào tối hôm đó, thì anh ta đã đưa thám tử đến gần cửa hàng quần áo để thám tử có thể ghi nhớ diện mạo của Vân Lộ, tiện cho việc điều tra sau này. Đôi khi, nếu không để lại bằng chứng nào tại hiện trường, thì vụ án sẽ khiến cho công tác điều tra trở nên khó khăn. Tuy nhiên, quá nhiều bằng chứng cũng có thể gây ra những rắc rối không mong muốn. Cảnh sát sau đó đã tuyên bố vụ án mạng ở cửa hàng quần áo đã được phá sau 14 ngày điều tra. Bản án dành cho Hoa đã không được tòa công khai, tuy nhiên theo luật thì Trương Hoa rất có thể phải đối mặt án tử hình vì hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng cũng như thủ đoạn tàn nhẫn. Kỳ án về Cherry Du Sơn, người phụ nữ bị đâm hơn 45 nhát trong đêm khuya. Cái chết của Cherry Du Sơn do bị đâm ít nhất 45 nhát đã khiến cho dư luận của thành phố Eureka, bang Illinois, Mỹ phải dậy sóng. Lần lượt từng nghi phạm sau đó đã được chứng minh vô tội khiến cho cuộc điều tra nhiều lúc rơi vào bế tắc. Vụ án này chỉ có manh mối sau khi một người đàn ông phát hiện ra những hành vi kỳ quặc từ cậu con trai 17 tuổi của mình. Trong cộng đồng yên bình ở thành phố Eureka, thì nhiều cư dân nơi đây thậm chí còn không mấy khi khóa cửa, nên vụ sát hại dã man một người mẹ đơn thân 34 tuổi đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Lúc đó là vào rạng sáng ngày 6 tháng 3 năm 2002, cậu bé 9 tuổi Coty đã phát hiện ra mẹ mình là Cherry Du Sơn đã bị đâm chết ngay trong phòng ngủ. Sau khi cuộc gọi tới 911 không thực hiện được, thì Coty đã gọi cho người phụ trách ở trường học để giúp liên lạc với cơ quan chức năng. Chưa đầy một phút sau khi người phụ trách thông báo, thì xe cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà của nạn nhân. Cảnh sát tìm thấy Cherry đang nằm trên chiếc giường đầy máu. Nạn nhân đã bị đâm ít nhất 45 nhát vào mặt, tay, chân và bụng. Một con dao bị gãy đang nằm trên sàn gần giường được xác định chính là hung khí gây án. Cherry là một nhân viên điều hành xe buýt có tính cách vui vẻ, được rất nhiều người yêu mến. Không ai có thể nghĩ rằng có kẻ nào đó muốn giết cô một cách dã man như vậy. Rất nhanh chóng, cậu bé Coty đã bị cảnh sát chú ý. Don King là một cựu trung sĩ điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát bang Illinois đã giải thích rằng nghe có vẻ thật kỳ lạ, nhưng đã có những trường hợp trẻ em 9 tuổi trở xuống thực hiện những vụ giết người khá ghê rợn và tàn bạo. Phòng ngủ của Coty nằm ngay phía ở dưới phòng ngủ của mẹ. Các thám tử đặt câu hỏi làm thế nào mà Coty lại có thể ngủ trong suốt thời gian diễn ra vụ giết người. Đồng thời, làm thế nào mà cậu có thể bình tĩnh đi nướng bánh mì để ăn sau khi phát hiện ra thi thể của mẹ. Một điều tra viên được đào tạo đặc biệt về cách ứng xử với trẻ em đã được phụ trách để thẩm vấn Coty. Cậu bé 9 tuổi này đã nói rằng cậu có nghe thấy một tiếng hét nhưng nghĩ rằng mẹ đang xem bộ phim kinh dị nên đã tiếp tục ngủ. Các nhà điều tra cuối cùng cũng đã loại trừ Coty ra khỏi danh sách nghi phạm. Một nhà trị liệu tâm lý Stacy đã nói với các điều tra viên rằng việc làm bánh mì nướng vào sáng hôm đó có thể là nỗ lực tuyệt vọng của Coty trong việc cố gắng duy trì trạng thái bình thường. Sau cái chết của mẹ,
cô Ti đã chuyển đến để sống cùng với ông bà nội của mình. Các thám tử sau đó đã chuyển hướng điều tra sang chồng cũ của Cherry là Bob Du Sơn. Bob hiện đang là một sĩ quan cảnh sát. Người đàn ông này đã phủ nhận việc có liên quan đến vụ giết người và cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Anh ta đang mua sắm tại siêu thị khi vụ giết người xảy ra. Đoạn camera giám sát ở đó đã xác thực điều này, giúp Bob không còn bị coi là nghi phạm của vụ án. Khi tin tức về vụ án mạng được lan truyền, thì các điều tra viên đã được một hàng xóm của Cherry báo cáo rằng mình vừa tìm thấy một chiếc áo khoác da màu xanh có dính máu ở bên đường. Chiếc áo sau đó đã được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm của cảnh sát bang Washington để phân tích ADN. Trong khi đó, thì cảnh sát tiếp tục lần theo dấu vết của Cherry vài tiếng trước khi cô bị sát hại. Cherry đã đưa con đi ăn tối cùng với một người bạn, sau đó đã xảy ra cãi vã với một người đàn ông ở nhà hàng. Người này đã từng có tiền án bạo lực với phụ nữ. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm đến nhà của người đàn ông này và phát hiện ra một chiếc áo phông thấm máu mà anh ta không thể giải thích lý do. Các thám tử lúc đó nghĩ rằng họ đã tìm thấy kẻ giết người, nhưng kết quả phân tích lại kết luận vết máu trên chiếc áo thuộc về chính anh ta, chứ không phải của ai khác. Cảnh sát lại tiếp tục loại trừ thêm một người nữa khỏi danh sách nghi phạm. Một tuần sau đó, kết quả ADN từ chiếc áo khoác dính máu được tìm thấy bên đường ở gần hiện trường vụ án mạng đã được gửi tới cảnh sát. Trên chiếc áo có máu của Cherry và ADN của một người không xác định ở phần cổ áo. Yếu tố tiên quyết lúc này là phải xác định chiếc áo khoác đó thuộc về ai. 10 ngày sau vụ án mạng, cuộc điều tra đã có bước đột phá lớn khi một người dân địa phương tới đồn cảnh sát để trình báo. Người đàn ông này tên là Bobby đã cho biết rằng khi nhìn thấy chiếc áo qua ảnh cảnh sát cung cấp thì anh nhận ra nó giống hệt chiếc áo của cậu con trai David, 17 tuổi. Ngoài ra, David đã có những hành vi kỳ quặc sau cái chết của Cherry. Khi điều tra về David thì cảnh sát đã biết được quá khứ đen tối của thiếu niên này. Từ khi còn nhỏ, David đã có thể hiện hành vi bạo lực. Trong 5 năm qua, cậu ta đã nhiều lần phải vào các trại giáo dưỡng khác nhau. Trả lời thẩm vấn của điều tra viên tại đồn cảnh sát, David thừa nhận biết Cherry và rất thích cô. Qua quan sát, điều tra viên nhận thấy David khá kỳ quặc, đôi khi cậu cười khúc khích một cách không phù hợp hoàn cảnh. Cậu ta dường như không quá lo lắng về việc đang bị hai điều tra viên thẩm vấn về vụ án mạng. Ban đầu, David đã phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của Cherry và nói rằng mình không có mặt ở hiện trường vào đêm hôm đó. Sau đó, David lại thừa nhận mình đã đến nhà của Cherry. Cậu đã vào nhà qua một cánh cửa không khóa để mượn băng video rồi rời đi. Không lâu sau, câu chuyện của David lại thay đổi. Cậu ta nói rằng mình đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân lúc đến nhà để mượn băng video. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 3 năm 2002, khi các điều tra viên nhắc tới chi tiết Cherry bị đâm 45 nhát, thì David đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Cậu thiếu niên 17 tuổi nói mình đã vào nhà Cherry qua cửa sau, rồi lấy một con dao trong bếp. Khi mở cửa phòng ngủ của Cherry, thì David thấy cô đang đứng bên giường. Vì bị bất ngờ nên cả hai đều đã giật mình. David sau đó đã phản ứng bằng cách chém và đâm Cherry nhiều lần. Khi nạn nhân ngã trên giường, thì cậu ta đã nằm xuống bên cạnh và ôm cô. Biết rằng Cherry đã tử vong, David đã vào bếp để rửa tay và lấy trộm băng video rồi bỏ đi. Sau lời nhận tội, cảnh sát đã khám xét phòng ngủ của David và tìm thấy hai cuộn băng video. Nó khớp với những cuộn băng mà hắn ta nói đã lấy trộm từ nhà của nạn nhân. Dấu vân tay của David cũng khớp với dấu vân tay được tìm thấy trên các cuộn băng video còn lại ở nhà nạn nhân. Cảnh sát nhận định tội ác của David có động cơ tình dục. David đã bị buộc tội giết người cấp độ 1. Theo điều tra viên, các đánh giá tâm lý cho thấy từ khi còn rất nhỏ, David đã có những tưởng tượng về tình dục và bạo lực, bao gồm cả việc giết người. Đó là điều mà David đã dự tính từ năm 8 tuổi, chuyên gia cho biết. Phiên tòa xét xử David chính thức bắt đầu vào tháng 8 năm 2003. Bồi thẩm đoán chỉ mất 25 phút để đưa ra phán quyết David có tội và kết án chung thân, không có khả năng được ân xá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.